Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tinh xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi gửi đến quý vị tin buồn. Đây là cái thiệt hại đầu tiên cho đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ, đó là đài Fox News, sau khi họ tuyên bố một người cầm máy quay và một người làm phóng viên, và cô nói được cả hai thứ tiếng Ukraine và tiếng Anh, và đã trong thời gian qua gửi về trực tiếp tại chiến trường. Và một trong những rủi ro ghê gớm nhất mà hiện nay quý vị thấy đó, đài truyền hình Mỹ, từ CNN cho đến MSNBC, ABC, từ xưa tới giờ rồi. Và mặc dù họ được bảo vệ, nhưng mà đâu có biết được, bởi vì một chiếc xe của nhóm người này đang di chuyển ở thủ đô Kiev. Và mỗi một ngày là khi họ làm việc đó, là họ nghe ngóng những cái báo cáo từ những vị tư lệnh hoặc là những nhân viên của chính phủ, nơi nào biến động nhất thì họ sẽ đến. Nó khổ là như vậy, cho nên những người phóng viên chiến trường là dễ chết nhất. Và khi mà chiếc xe họ đang di chuyển tới cái vùng mà chiến thuật đang có bạo động và họ tin tưởng là quân Nga đang đánh vào đó, thì không may chiếc xe của họ bị trúng bom. Và trên chiếc xe này vừa đạn vừa bom nữa, đạn lạc đã bắn chết ông ký giả quay phim và cô gái phóng viên của Fox News. Và tin tức này đưa ra cho thấy nên cái sự nguy hại hơn nữa. Nhóm đoàn quay phim và gửi đến tin tức cũng bị ảnh hưởng. Trong đó có một người vẫn còn đang nằm trong bệnh viện hiện nay, đó là ông Benjamin Ho. Và trên trang mạng của đài truyền hình Fox News, vị tổng giám đốc là bà Susan Scott đã gửi đến tin nhắn cho tất cả các nhân viên, và cũng như một lần nữa, họ không có giảm cái việc mà tường trình từ Fox, để đương nhiên họ tìm kiếm những người khác thay thế, nhưng mà họ kêu gọi cái sự an toàn, nhất là đối với Nga cũng như Ukraine, để nhằm bảo vệ cho các phóng viên ngoại quốc đang tường trình. Và không những như thế, ở tại Nga, các phóng viên của đài truyền hình Fox hoặc là CNN cũng có mặt để tường trình vào các chương trình tin tức hàng ngày. Và quay về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây có một người, ông là chuyên quay YouTube đó, có một cái account cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà ông chuyên bán và chỉ dẫn cái loại mà Pokemon card, mấy cái thẻ Pokemon, nếu mà quý vị nào có con cháu mà chơi cái này đó, những cái loại mà quý hiếm có thể lên đến cả ngàn đô một cái card thưa quý vị, thì ông này ổng lên tiếng tố cáo đó là bây giờ bắt đầu có cái tình trạng những người bán hàng ở trên Walmart đó, bán đồ giả thưa quý vị. Thì ông cảnh báo đó là ông thường xuyên mua những cái loại Pokemon quý hiếm để trao đổi, và cái nhưng mà mới hôm cách đây 2 tuần đó, ông đã mua một cái hộp Pokemon, nó gọi là XY Evolution Booster Box, thì đi nếu mà bấm lên trên Walmart thưa quý vị, cái giá không dưới gần 1.000 đô lận. Wow. Thì ông này đó, ông lại nói là ông tìm được một cái third party account ở trên Walmart bán giá chỉ có 169 đô thôi, mà lúc đó chỉ còn một hộp duy nhất, cho nên là tất nhiên nếu mà ông này ông là pro rồi, ông biết giá, ông mua liền ngay lập tức. Thì ông nói là cái account này đó tên là Joybuy thưa quý vị, và theo như lúc mà ông bấm ông tìm đó, thì cái account này đó lúc nào cũng nằm ở trên hàng đầu. Thì quý vị cũng biết là bây giờ Amazon với Walmart đó, nếu như những cái sellers nào mà chắc trả tiền đó thì được liệt vào cái dạng là sponsor vendors, thì lúc nào cũng nằm ở trên đầu. Thì mà Walmart bây giờ lại họ lại có những cái người seller, nếu mà cái ratings
tốt đó, thì họ sẽ được gắn cái tên là trusted seller chẳng hạn. Thì ông nói là cái seller Joy Buy mà ông mua đó được gắn cái nhãn đó, và cho nên là ông tin tưởng ông mua. Nhưng mà khi mà ông này ông mua về đó thì bởi vì là pro mà ông đem ra tiệm rồi ông nhìn thì ông nói là tất cả đồ ở bên trong toàn là hàng giả không à thưa quý vị. Thì và ông này ông thì nếu như mà những người mà third party sellers ở trên Walmart đó, cái return policy của mỗi một cái seller khác nhau thưa quý vị, chứ quý vị không có thể nào mà lúc nào cũng trả lại được giống như Amazon. Chính vì vậy mà ông nói khi ông ngay lập tức ông đòi trả lại thì cái seller này làm khó ông, bắt ông phải chịu tiền ship từ Mỹ mà đi về Trung Quốc. Đây là một cái seller ở bên tàu. Chính vì vậy mà ông rất là bực bội, ông nói rằng cái này là rõ ràng là lường gạt, ông không có muốn tốn mấy chục bạc để mà ship về bên Trung Quốc, cho nên là ông đã complain với Walmart và ông đi tìm thêm tin tức. Thì ông phát hiện ra là có một cái điều đó là cái seller này đó ở bên đăng ký ở xin lỗi các bạn, ghi danh ở thị trường Hoa Kỳ này đó với cái tên là JD Company. Và đương nhiên là có nguồn gốc từ bên Trung Quốc, nhưng mà ông lại phát hiện là từ năm 2017 đó Walmart đã sở hữu 12% cổ phần của cái công ty JD này. Chính vì vậy lần này Walmart không thể nào mà nói là họ không thể nào mà liên đới được, bởi vì có sở hữu nghĩa là cũng là part of owner rồi. Cho nên là ông nói rằng và cái trường hợp của ổng đó, ngay khi mà ổng đưa ra những cái public record mà ổng tìm được đó, thì Walmart ngay lập tức trả tiền lại cho ổng và kêu ổng giữ luôn cái này. Chứ lúc đầu đó giữ luôn, chứ lúc đầu là Walmart nói là phải refer to cái policy của cái third party seller. Quý vị thấy là khá là lươn lẹo ở trong này, cho nên là ổng nói rằng rút kinh nghiệm của ổng, nếu như mà quý vị nào mua đồ ở trên Walmart đó bây giờ thì sẽ coi chừng gặp những cái dạng mà bán đồ counterfeit là hàng giả, hàng fake á. Mà không riêng ở Walmart, bây giờ Amazon bắt đầu trong vài năm nay cũng nghe nói là có những cái seller ở bên Trung Quốc họ bán hàng giả mà Amazon không biết thôi quý vị. Và thưa quý vị, rõ ràng đây là tin tức cho thấy phía Putin bắt đầu phải nhường rồi. Hôm nay tiếp tục cuộc hòa đàm tìm kiếm một biện pháp để Nga rút quân. Thế nhưng đầu tiên khi ngồi xuống bàn giữa ông Ngoại trưởng Lavrov và kể cả phía đại diện của Ukraine đó, thì bên phía Nga tuyên bố những cái đòi hỏi, những cái yêu sách của họ lúc đầu đó bây giờ thấy rõ ràng nó không còn như thế nữa. Họ yêu cầu như thế này: Ukraine nên trở thành một quốc gia trung lập. Hiện nay trên thế giới ở vùng châu Âu đó có hai quốc gia trung lập, đó là Thụy Điển và nước Áo. Họ không dính líu tới những cái chuyện mà chiến tranh, cho nên đó là lý do những quốc gia này khi mà xảy vào thời chiến đó, họ không bị đánh tấn công bởi vì họ trung lập, họ không có theo phe nào hết. Thì Nga bây giờ muốn Ukraine trở thành quốc gia như Thụy Điển để làm gì? Để tránh cái trường hợp mà Hoa Kỳ, châu Âu sẽ sử dụng Ukraine làm bàn đạp chiến tranh tấn công Nga. Thực sự cái đó là cái ảo tưởng của Putin, những cái chuyện mà tưởng tượng của Putin. Bởi vì Hoa Kỳ và châu Âu cũng không cần thiết phải đánh Nga để làm gì. Nhưng mà Putin trong cái tình trạng paranoid, hoảng loạn, sợ hãi, yêu sách thứ nhì cũng thay đổi luôn. Thay vì phải không được phép gia nhập NATO thì họ không nói như thế. Họ chỉ nói như thế này. Họ nói Ukraine không được để cho quân đội nước ngoài sử dụng làm nơi để tập luyện quân sự. Điều đó có nghĩa là Ukraine cũng không thể tham gia các cuộc tập trận quân sự nữa. Thì ngay lập tức những hai yêu sách này thôi, ông Tổng thống Zelensky bác ngay, ông nói no. Ngay từ đầu chúng tôi đã không muốn hợp tác với Nga, không muốn trở thành con rối của Nga, thì những yêu sách này gây ảnh hưởng đến chúng tôi. Ukraine ngược lại thì họ nói như thế này, họ nói Nga phải đồng ý cho Ukraine được hợp tác quân sự với nước ngoài để bảo đảm về an ninh. Ukraine muốn Nga phải ký kết thỏa hiệp bảo đảm an ninh cho Ukraine. Trong đó có một điều kiện
Ukraine vẫn có sự hợp tác với quân đội nước ngoài NATO hoặc là Hoa Kỳ bất kể, để làm sao trong trường hợp chiến tranh Ukraine sẽ được tự vệ và không xảy ra tình trạng chiến tranh này trong tương lai nữa. Và trong đó có yêu cầu là phía Nga phải tuân thủ không được tấn công Ukraine lần nữa trong tương lai. Thì tất cả những cái điều kiện này có thể người ta hy vọng là Nga cuối cùng thiệt hại về kinh tế và thất trận, Putin bị nhục nhã và đành phải chấp nhận những yêu sách của Ukraine. Còn nếu không đó thì Ukraine sẵn sàng đánh tới cùng. Và bên phía Nga đã nhận được những tin tức tình báo cho thấy rằng rõ ràng là Nga không thể chiến thắng được bởi vì cái sự kháng cự mạnh mẽ. Cho dù chiến thắng trận này, nhưng mà rồi cái việc mà xâm lược và kế hoạch xâm lược coi như cũng không thành công, tiền đâu ra để mà chấn giữ Ukraine trong thời gian tới. Mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình đặc biệt bài thông điệp của Tổng thống Zelensky trước Quốc hội Hoa Kỳ ngay sau phần quảng cáo. Và chúng tôi tạm chia tay với quý vị trong thời gian này.